Xin chào các bạn. Chào các bạn, ngày nay bạn Biên với bạn Kiệt sẽ review cho các bạn hai cái súng bắn bong bóng này. Rồi hết bóng rồi, nhúng nước vô. Đây. Nước rồi. Đây là bọt nước nè. Đó. Rồi bây giờ bắn thử nha. Đây. Rồi súng Biên đâu? Quá trời phóng luôn. Rồi bây giờ lấy cái súng phóng đi kiếm quà nha. Đi săn quà thôi. Rồi. Wow. Giơ tay bằng Biên bắn lên nha, cho thành tay bọt tiết nha, quên tay bóng luôn. Ba đã chạy ra Biên rồi, hết nước rồi, nhúng nước vô. Còn hả? Rồi Biên cái tay rồi, nhúng nước vô. Wow, nhúng tiếp Biên lẹ lẹ. Biên có bể bây giờ Biên. Rồi cho em cây đi. Đó được chơi gì đó. Wow, quá trời luôn, cái gì vậy? Đâu? Bánh. Ủa bánh hình cái bơi. Đi đâu đâu nữa? Đâu? Wow, cái gì vậy? Bánh một hình cái bơi nữa hả? Bánh hình bơi không? Bánh mì kẹp bơ. Wow. Một cái gì vậy? Bánh. Một cái đu đủ. Bánh đu đủ á. Bánh đu đủ. Rồi còn gì nữa? Cái gì trên đó hả? Mọi bánh hình cái xài. Ủa? Kẹo luôn. Kẹo. Kẹo chip hình. Rồi lụm ra. Còn nữa không? Cái gì vậy? Một kẹo, kẹo gì vậy? Kẹo Coco hả? Kẹo sô-cô-la đó. Đâu đâu nữa. Quá kẹo sô-cô-la bên em. Hoặc có kẹo sô-cô-la này. Rồi về nhà mình gỡ ra coi thử nha. Hoặc súng đã chứ người ta. Súng này à. Súng này à. Rồi bắn đi Vi. Bắn súng lên. Rồi hết rồi. Con để cao quá, nước nó tù xuống á, nó không bay được. Đó kìa, bắt bắn được kìa. Đã xuống nó bắn. Đây là các bạn, giờ mình gỡ bánh ra ăn thử cái bánh gì nha. Rồi. Mình sẽ mở bánh trái ra. Chip bơ này nha, nhìn gạo á. Ồ. Mở đâu có gì á? Có hưu câu cổ á. Rồi. Rồi bánh gì vậy? Thôi, ôm nữa các bạn ơi. Trời ơi, cái này nó cứng kìa. Còn lắm á. Ngoài thân là matcha, còn dưới là bánh bi. Đây quá trời bánh luôn nè. Anh ơi, giống như rồi quá anh ơi. Chín luôn rồi hả? Cái gì trong đây vậy? Cái gì vậy? Mở công ra mọi người. Một hũ dây trắng luôn nha. Cái này là sô-cô-la với cái gì đó, sữa. Hả? Sữa chấm với sô-cô-la chấm bánh que nè. À cái này bánh que hả? Rồi xé bịch bánh que ra chấm thử.
Rồi ngon không? Ngon lắm luôn nha. Đó. Rồi ok. Đấy các bạn, hôm nay bạn Kiệt với bạn Pin giới thiệu cho các bạn hai cây súng bắn bong bóng nha. Rồi. Siêu xịn sò luôn. Rồi bây giờ mình nhúng vô nước mình bắn thử lần cuối cùng rồi chào tạm biệt các bạn nha. Đó. Rồi bắn lên camera nè. Cho nhiều bong bóng luôn. Đó. Wow. Đã ghê chưa? Trước thôi chứ không? Đây, chứng luôn à, chứng chồng. Hello con. Rồi bây giờ dí theo bắn người này nè. Dí theo. Dí theo. Rồi xong rồi dọn đi. Xong rồi. Rồi như vậy là liếc. Tới đây là hết nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Đây là các bạn, cái súng này nhiều bóng nghiêng rồi mình sẽ bắn thử nha. Rồi bắn thử coi. Rồi bắn đi. Rồi hết rồi. Bà, xin chào bạn Kiệt với bạn Châu nha. Rồi bạn Kiệt có bộ đồ chơi gì mà vui dữ hả? Cá. Đâu? Trời quá trời cá luôn hả? À con cá này ngộ dữ hả? Đây các bạn ơi, con cá là con cá kẹp tay nè, đau không bạn Kiệt? Không. À con cá này không có đau tay hả? Đâu bạn Châu kẹp thử coi. Kẹp tóc, kẹp lỗ tai luôn. À không có đau hả? Rồi bây giờ kẹp đâu kẹp lỗ tai được luôn hả? Không có bị đau nha. Wow. Rồi kẹp bạn Châu đi, bạn Châu lấy kẹp thử coi. Vui quá. Rồi rớt luôn rồi hả? À cái này kẹp tóc được luôn kìa. Rồi bạn Kiệt kẹp tóc cho bạn Châu thử đi. Dạ. Đây bạn sẽ thấy con mà gì vậy ta? Đây các bạn mày quá trời cá luôn. Cá rồi, cá... ơi, có màu vàng, có màu xanh, có màu đỏ nữa. Ừ, đúng yeah, rồi. Yeah, luôn. Rồi bây giờ kẹp vô thử nha. Đây bạn mặc màu màu vàng. Rồi kẹp vô cái áo thử đi. Kẹp vô áo bạn Châu thử đi. Kẹp dính vô áo luôn nha. Dính không? Màu vàng, trùng màu với mình. Rồi bạn Châu bạn con kẹp màu gì? Đỏ. Rồi con lấy màu đỏ con kẹp đi. Mình có ba màu nha các bạn. Rồi bạn Kiệt sẽ kẹp màu vàng hả? Màu đỏ, màu xanh nước biển. Bạn Châu kẹp màu đỏ với màu xanh nước biển luôn. Wow. Ý còn cái này cái gì vậy? Đây mặt nạ hình ông già nè. Rồi cho bạn Châu cái này, bạn Châu đeo thử coi. Cười quá. Trời ơi, có hai hàm răng nanh luôn nè các bạn ơi. Wow, hai hàm răng ghê quá. Con ma đó, của Vân Châu là gì? Một ông già có râu quá trời luôn. Wow, rút râu thử đi bạn Vân Châu. Wow, dễ thương ghê chưa. Rồi bây giờ đây, kẹp cái vô bằng tay thử coi bạn Kiệt. Đây kẹp vô cho các bạn xem nè, cá này không có đau nha. Cá reo cái nhọt luôn nha các bạn, không có đau. À con cá này nó nhẹ hiều à các bạn ơi. Nó nhọt lắm nha. Rồi. Hát bài năm ngón tay luôn nè. Hai bạn này biết hát không? Daddy finger, daddy finger, where are you? Em, here why em, how do you do? Rồi cho bạn Kiệt một con. Yeah. Bạn Kiệt lấy con đó hả? Rồi hát tiếp nghe. Daddy finger, quên. Bây giờ là hát là mommy phải không? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Wow. Đây mình sẽ rồi, rồi rút bây giờ bạn Kiệt ơi. Rồi chơm luôn. Đây các bạn ơi, bộ đồ chơi kẹp này vui quá. Ê trời, ê đúng rồi. Thôi mình có bộ đồ chơi này, đồ chơi gì nữa hả? Ừ, đồ chơi gì hấp dẫn vậy? Quả một cái trống luôn hả? Rồi gỡ đi bạn Kiệt ơi. Wow. Trời, một cái trống luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ ráp cái trống vô. Bạn Kiệt với bạn Minh Châu sẽ vừa chơi với mấy bạn cá vừa đánh trống nha.
thấy phần chuyên nghiệp chưa? Rồi gắn. Wow, cái trống này nó có trống con bên trong luôn nè. Đây các bạn. À, cái đó là cái khiên á. Rồi gắn chân vô bạn Kiệt ơi. Đây các bạn ơi, bạn Kiệt với bạn Châu hả, ráp xong cái trống này nghe. Bây giờ bạn Kiệt sẽ gõ trống cho bạn Châu hát nha. Rồi chuẩn bị thôi, 1, 2, 3. Wow, hay quá. Rồi tiếp đi bạn Châu ơi. Rồi hát lớn lên nghe, hát nhỏ quá à. Rồi hát phụ bạn Châu này các bạn ơi. 2, 3 con vịt xè ra 3 cái canh. Nó kêu rằng cắp cắp cắp, cắp cắp cắp. Gặp hồ nước nó bị bập bị bấm. Lúc lên bờ dỗ cái khánh cho khô. Rồi tiếp theo nghe. 4 con vịt xè ra 4 cái canh. Nó kêu rằng cắp cắp cắp, cắp cắp cắp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bơm. Lúc lên bờ dỗ cái cánh cho khô. Wow, trời ơi bạn Kiệt đánh trống khí thế luôn. Thấy vui nghiệp chưa? Vui không? Vui bạn Kiệt. Rất là vui nha. Đây các bạn ơi, đây là cái bộ trống nè, bộ trống mini nha. Bộ trống này nhỏ, nó có khiên trên đây nữa. Cây nó bị cong nha. Đây, ổng ấy là nó có cái chân mình gắn lên được các bạn ơi. Nhưng mà cái chân này nó bị cong rồi, không có gắn được. Cao quá, gắn nó bị rớt luôn á. Các bạn, cũng không sao, đúng rồi. Rồi, gõ thử các bạn Kiệt. Bây giờ mình xin. Bây giờ mình hát lại bài gì đây? Ủa? Rồi, rớt luôn rồi. Không được các bạn ơi. Rồi, cái chân thì nó yếu quá. Đây, bây giờ mình tên Hồ Thính Tiệt chuyên gõ trống. Rồi bây giờ cho bạn Kiệt sẽ gõ một bài trống nghe, bạn Châu múa nha. Rồi bạn Châu đứng dậy múa thôi. Rồi bạn Kiệt gõ đi. Rồi vậy hả, con vừa múa hả? Rồi bạn Kiệt đánh đi bạn Kiệt ơi. Em sẵn sàng chưa? Rồi vỗ tay theo nha. Các bạn ơi, hey, các bạn ơi, như vậy video về con cá cắn tay với bộ trống đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye.